Hello, Hiếu lại tiếp tục. Xin chào và chúc sức khỏe đến mọi người, đến anh em trong một ngày tốt lành ha. Thì hôm nay, để cho đúng như tiêu đề, thì hôm nay Hiếu hướng dẫn và chia sẻ cho anh em là đóng các khối pin 12 cell, đóng cho hệ 4S của pin LiPo 4. Đó, thì chắc anh em nhiều anh em đã thấy Hiếu làm mấy cái clip LiPo 4 rồi, nhưng mà sợ có anh em mới coi lần đầu không hiểu thì sẵn đây Hiếu cũng chia sẻ thêm luôn ha. Thì tại sao mà phải đóng LiPo 4? Thì đóng 4S level 4 thì nó cái ngưỡng nó sẽ đẹp nhất cho dòng Nati, mà những cái máy cọ 12V đó anh em. Đó, thì tại vì cái pin zin của Nati hoặc là pin niken hoặc là đi pin NiCD hoặc là NiMH á, thì cái ngưỡng của nó khi sạc đầy tối thiểu là 14,5. Thì chỉ có pin LiPo 4 này là nó có cái ngưỡng đẹp, khi sạc đầy lên là nó thành 14,6, thì máy rất khỏe. Còn mà thông thường anh em cứ đóng 12,6 của Lion á thì vẫn chơi được, nhưng mà nó yếu, nó chưa đạt được hết cái ngưỡng thôi. Còn anh em mà đóng mà 4S cho Lion á thì nó lại quá cái mức, nó lên tới 16,8 lần thì nó quá cái số vôn đó, thì nó sẽ cháy cò anh em ha. Thật đầu thì anh em vẫn xài bình thường đó, nhưng thật sự bảo đảm hứa với anh em luôn là cái cò nó sẽ không bao giờ bền, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là motor cũng không bao giờ bền ha, còn mình làm đúng theo phiên bản zin nó thì nó hay hơn đó. Thì đây là cái khối pin Hiếu đã dán keo. Cái này nó không khó gì hết, nó chỉ khó khi mà anh em tạo ra thành khối như thế này thôi. Chất nhìn thì nó rất là rối đúng không anh em, rất là rối. Nhưng mà khi mình đóng xeo á, thì sẵn đây chia sẻ nè, lúc đóng xeo thì sẽ không quay tại nó lâu lắm. Chia sẻ cho anh em xem, ví dụ như bắt nguồn từ B trừ, anh em lấy ba cái cọ ba này là B trừ ha, đó là anh em hành xeo cho dính vô, ba xeo này dính với nhau là B trừ, lên tới đây không B1 của nó nè, là anh em nối 6 xeo này vô với nhau. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, là thành B1. Đó, anh em lật sang đây. Đó, đến đây là thành B2 nè. Từ đây, 6 xeo này vô, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, nó cứ vậy là nó ra thôi nha ha. Đó, chủ yếu là mình hành xeo. Và riêng trường hợp này thì anh em phải đi xeo qua kiểm đơn ha. Đi kiểm đơn để anh em có thể đấu nối nhau. Thực chất á, khi mà mình đã ba xeo này dính vào nhau rồi ba xeo này dính vào nhau rồi, thì chỉ cần một cái kẽm đấu đôi vô hai thằng dính nhau thôi. Mà nếu anh em kỹ á, thì cứ cặp vô thì nó sẽ, khi anh em pin anh em cảm thấy nó truyền điện cho nhau, dẫn điện tốt hơn. Còn anh em mà chỉ cần đưa qua như vậy trên lý thuyết thì vẫn là ok anh em ha, chứ không có gì khó hết, cũng không có gì là sai hết. Nhưng mà tốt nhất nếu anh em cứ đấu được thì cứ đấu vô cho nó xấu xeo, chụp lại nhau mà nó thành nguyên một cái vòng tròn á, rồi xeo này dính qua xeo này thì nó hay hơn ha. Rồi thì sẵn đây Hiếu cũng báo giá cho anh em luôn ha, để mà công anh em xem mà thấy mắc quá thì anh em khỏi coi nữa, hoặc là anh em coi để xem cái thao tác của Hiếu làm khi ra khối như thế này. Đó, thì như khối pin này mà hoàn thiện xong vô cái vỏ 3D 12 cell như thế này, vỏ cao như thế này, thì nó sẽ có giá là 1 triệu đúng anh em ha, kèm thêm một cục sạc level 4, cục sạc 14-16 adapter đó. Đó là đúng 1 triệu ha. Còn anh em nào mà thích 8 cell thì anh em chơi vỏ 3D, cũng 3D nhưng mà nó ngắn hơn. Anh em thấy nó ngắn hơn. Còn anh em mà muốn 6 cell vô cái hệ của giống như pin Lion giống như thông thường bây giờ, mà anh em rất, nói chung đa phần bây giờ ai cũng sử dụng đó hết, chỉ có Hiếu là người tiên phong đầu tiên là thử cho anh em là những cái pin LiPo 4 này. Còn thông thường có những người cũng đã đóng 9 cell nhưng mà lại cũng đóng vỏ 3D nhưng mà đóng 9 cell đóng cho của Lion, thì thực chất cuối cùng nó vẫn là 12,8 thôi anh em, 12,6 thôi. Thì có anh em thì lại chơi đóng 8 cell mà cho Lion thì lên tới 16,8 thì xài rất là xì xài, không bao giờ bền đâu anh em ha. Đó, thì Hiếu chia sẻ là thật tình tới đây là anh em đóng cho đúng cái ngưỡng của khi mà cái máy nhà sản xuất nó bán ra. Đó là Hiếu đã test thực tế rồi, cục pin niken zin của nó sạc đầy lên là đúng 14,5, pin không cầm thì nó xả xuống thì kệ nó, nhưng mà đúng loạt của nó là 14,5 anh em ha. Rồi bây giờ quá trình thao tác thì đóng xeo thì nó lâu lắm nên là Hiếu tạm dừng. Đấy, đến khi đóng xeo xong thì Hiếu lại quay cho anh em xem ha. Rồi, xin phép Hiếu tạm dừng ha. Sau quá trình Hiếu đi kẽm đóng xeo thì nó sẽ ra như thế này, hoàn thiện như thế này anh em ha. Thì khi anh em đóng, anh em bắt buộc phải bắt nguồn anh em phải lấy từ, thông thường thì mình sẽ đóng xeo bắt 1, bắt 2, bắt 3 rồi và âm dương mình làm sau đúng không, nhưng mà những cái trường hợp khó như thế này thì Hiếu chia sẻ thôi, kinh nghiệm thôi, thì anh em nên là bắt nguồn từ B trừ không, để cho nó đừng có quên. Và bắt nguồn B trừ xong anh em phải ghi luôn đó để mình biết ha. Rồi bắt đầu mình mới đến B1, B trừ đây nè đúng không, ba xeo này là B trừ nè, bắt nguồn B trừ nè, luồn lên đây, 6 xeo này vô một cụm,
là B1 đó. Thì anh em đặt một cái gập miếng kẽm xuống đây, anh em để ý nè, Hiếu chia sẻ cái này nó rất là quan trọng nè. Anh em lúc mà gập kẽm á, anh em cứ me cái chỗ nào mà cực âm anh em gập, không hạn chế cực dương, hạn chế cực dương mà gập xuống đây đó thì nó sẽ dễ bị ấy. Còn nếu mà trường hợp bí quá mà phải hàn cực dương á, chẳng hạn như cuối cùng là cực dương nè, đây cuối cùng là cực dương đây, Hiếu cũng gặp không? Nhưng mà anh em nhớ là phải lót chống cắt điện ha. Đó, anh em kia anh em có trình hàn nó không có nóng chạy cái khúc này đó, và cái đầu xe dương này á, thì anh em không cần dán vì lý do là pin mới không, trừ khi pin tháo khối này nọ anh em làm bấy sấy cái chỗ này rồi thì anh em phải dán cái che chắn cực dương thôi. Còn tùy anh em muốn dán thì dán, còn Hiếu thì đó, em đã bảo vệ bằng một cái lớp bọc này rồi, bên trong nó thêm một miếng nhựa nữa thì không bao giờ mà nó bị đâu anh em ha. Đó, bây giờ là để cùng Hiếu tiến hành là ráp vô thôi, cho đấu mặt vô thôi là xong. Dán trường hợp này phải dán nè, che xeo pin thì phải dán anh em ha, vì cái độ này nó còn cao lắm, nó còn đập thêm cái mặt đó nó vẫn còn thở được tầm khoảng 5 ly nữa, nên là anh em mà riêng những cái khối mà nó có giá trị cao như thế này thì anh em đừng có tiếc rẻ mấy miếng dán này. Anh em muốn đẹp thì anh em cứ dán cứ hai cái nó dính vô nhau là nó sẽ đẹp thôi. Đó, anh em dán chằng chịt vô, dán bứt hết luôn hai đầu. Đó, kể cả cái miếng này nữa, là một hồi nữa là mình dán luôn. Trước tiên là mình dán bằng cái che seal trước cái phần mà mình đặt cái mặt xuống á, có nghĩa là cái mặt này nè mình đặt xuống là nó cũng đã có cách rồi nè, nhưng mà nó có mấy con ốc này nguy hiểm lắm anh em ha, có mấy con ốc này nguy hiểm nên anh em cũng phải gia cố sao, một là lập mặt này đặt xuống, hai là mặt này gia cố làm sao mà cho nó chống không được nó chạm chặt với nhau ha. Thì mấy con bạn này để Hiếu làm xong luôn ha, rồi Hiếu sẽ quay cho anh em xem ha, chứ để làm thao tác lâu anh em coi cũng chán. Rồi thì sau khi Hiếu đã hoàn thiện được cái cuối pin, Hiếu chưa có ráp vô là tại vì đến những cái khúc quan trọng như thế này thì Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em biết ha. Thì thông thường thì anh em đã thấy ở trên đây nó có chỉ dẫn rồi ha, nhưng mà ví dụ như anh em là không hiểu á thì Hiếu sẽ sẵn đây Hiếu chia sẻ luôn. Thì thông thường 4S á, là đây là tượng trưng cho 4 xeo pin nè, 1, 2, 3, 4 đó, 4 xeo pin đó. Thì đây là bắt nguồn nè, B trừ nè, đây nè. Còn ở trên đây đó là cái mặt nè, trên đây là tượng trưng cho cái mặt anh em ha, nguyên cái vùng tròn này nè đó, nó là cái mặt. Sao ở trên cái mặt nó có C trừ, P trừ và B trừ, thì anh em ở dưới đây cũng thấy là sao, C trừ, P trừ và B trừ, B trừ nằm ngay đây đó, đó là tượng trưng cho cái mặt ha, đó, cái khung trên đây ha, đó là tượng trưng cho cái mặt. Rồi thì 4S nó sẽ có những gì, nó sẽ có B trừ, B1, B2, B3 rồi đến B cộng. Thì anh em đếm đi, có phải là nó sẽ ra 5 sợi dây không, đó là 5 sợi dây nè, 1 sợi nè, 2 sợi nè, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nè. Đó thì nó tương ứng ở đây, nó vẽ cái ổ này là tương đương với là cái ổ này, phải không? 5 sợi nè, bắt nguồn từ dây màu đen nè. Đó, dây màu đen nằm dưới dây màu xanh nè, anh em thấy không? Đó, dây màu đen là bắt nguồn là B trừ, rồi đến B1, dây xanh dương là B1, dây vàng là B2, dây trắng là B3, dây đỏ là B cộng. Đó thì anh em cứ đấu y chang như vậy. Thì lúc đóng pin thì lúc đầu Hiếu đóng pin Hiếu đó ghi hết rồi đó, thấy không? B3 nè, B cộng nè, B2 nè, B trừ nè, B1 nè, đó là đã ghi hết rồi. Đó thì mấy cái đó thì cũng dễ rồi ha. Rồi bây giờ đến cái khúc quan trọng là khi mà anh em đấu vô sạc xạ như thế nào, thì đây nó cũng có ghi rồi nè. Đó, trên bảng mặt này nó sẽ có cái C trừ, P trừ, nó sẽ đưa xuống dưới đây. Đó là có nghĩa là C trừ, P trừ này nó cố tình nó đưa xuống dưới đây để làm gì? Có nghĩa là P trừ này nè là nó đại diện cho là tải á, tải á là có nghĩa là mình xạ mình đưa vô thiết bị để mình tải trọng cho nó đó. Đó là tương đương với lại là cực âm của tải. Đó, còn C trừ này là cực âm của sạc. Đó, còn P cộng và C cộng này nè, anh em thấy nó đấu vô cực dương không? Có nghĩa là lấy từ dương pin ra, đó là cực dương nè. Đó, lấy dương pin ra thì nó cũng là P cộng là tải, C cộng là sạc. Đó. Nó là như vậy thôi, nó cũng đơn giản anh em ha. Thì đó khúc này quan trọng là anh em nhớ cùng khi anh em làm cái đầu. Anh em làm đầu nè, thấy không? Đó, bình thường là cho sạc xạ chung là hai cộng này chung nè, và Hiếu giấu ở dưới đi, ví dụ vậy đi, là nó chỉ ra hai cộng như vậy, đúng không?
Nhưng mà cái trường hợp này là anh em lúc nãy Hiếu moi lên rồi Hiếu đấu dây ra nè, tách rời ra nè. Đó thì tương đương dây này nè là vô tại nè, tại dương nè. Dây này là vô tại âm nè, tại âm nè. Dây này là vô sạc âm nè. Đó, nó là như vậy thôi. Còn dây dương của mình nó là tại với sạc nó chung rồi, đúng không? Tại với sạc dây dương chung nè, cho nên nó có ghi nè. Thấy không? Nè, hai sợi này nó câu vô nhau nè. Nó vô cộng dương pin nè, đó nó câu ra có nghĩa là hai cộng này là chung rồi. Thì là mình sẽ làm chung. Làm chung thì Hiếu đã nhét cái sợi dây xuống dưới, Hiếu nối ở đây rồi. Nên em không thấy thôi ha. Đó là cái khúc này khúc quan trọng để cho anh em biết ha. Rồi chia sẻ thêm cái vấn đề này cũng hơi quan trọng nè. Thì cái mạch này nè là nó sẽ cho sạc cái dòng sạc tối thiểu là 10A. Nhưng mà Hiếu khuyên các anh em là không nên sạc 10A ha. 10A nó rất là nóng. Nếu mà nóng đi thì cái cộng dây sạc này mình sẽ hàn dây lớn thì nó sẽ hết nóng đúng không? Nhưng mà không phải đâu anh em. Nó còn liên quan đến cái này nữa là thiếu test thử rồi. Liên quan đến cái này nữa anh em ha. Đó là cái jack này nè, nó chịu không nổi đâu anh em, nó nóng lắm. Tại vì Hiếu mới đóng khối pin kia Hiếu biết rồi. À, Hiếu sạc bằng 10A đó nó nóng lắm, bắt buộc Hiếu phải đổi qua là cái jack đực jack cái này nè, là phải là những cái jack mà giống như xe đạp điện, nó sạc xe đạp điện đó anh em. Đó thì mới chơi được 10A ha. Với lại Hiếu khuyên các anh em cũng không nên sạc 10A cho những dòng khối pin như cái này. Đúng không? Sạc 3A là đẹp lắm rồi. Đó là vừa đẹp vừa ok cũng nhanh rồi, không cần phải mà sạc 10A vô chi cho cái tuổi thọ pin nó kém đi và nó sẽ hư hại ha. Nó nóng quá đó, nó hư hại. Đó nên là khuyến cáo anh em là không nên sử dụng sạc 10A. Chỉ sạc 3A, tối thiểu 5A thôi là đẹp rồi. Người ta cho ngưỡng 10 thì mình sạc 5 là cũng đẹp lắm rồi, nhưng mà cái sạc 5A nó lại chưa có bán. Hiện tại Hiếu thấy chỉ bán 3A thôi, 3A có quạt. Đó là như vậy ha. Thì một hồi nữa thì chỉ có đấu này vô đây thôi. Thì âm này nè, tại âm này là vô P trừ nè, tại âm nha, thấy không? Rồi cộng này là sạc âm nè, vô C trừ nè. Đó, vô đây, vô C trừ. Rồi cái cộng đen này là dương nè, thì vô dương pin nè. Đó, pin đây, dương pin đây là xong. Như vậy là xong thôi anh em ha, hoàn thành khu pin thôi. Rồi, thì chắc như vậy là cũng xong rồi ha. Video của Hiếu hình này xin kết thúc tại đây ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Xin chúc anh em thành công nha. Xin chào.